Chào cả nhà, tóc mái của Nhung Hà dài đấy. Các bạn bảo chị Nhung ơi, chị để bữa nào chị để cho mái nó dài cái chị xước qua một bên thử coi. Hôm nay đây nghe lời Nhung Hà xước qua một bên, nhưng mà hình ít bữa nữa nó chạm vô mắt nó ngứa ngứa là cũng sẽ cắt cả nhà. Nó chịu không nổi nó ngứa. Đó thì trời ơi hôm nay mình xem cái cây salad mà mình tưởng tượng những bắp cải vậy. Mùa chảng nó bự là bự. Đã gì đâu. Hôm nay mình rủ cả nhà đi hái bắp cải nè, đi hái rau kim cương nè. Nói chung đi ra vườn có gì á mình hái đó nha cả nhà. Hái salad hái lum la trần ha cả nhà. Mà hôm nay bây giờ mình sẽ hái cái cây này mình vô mình làm để dành mình lấy trong xã mình. Mình trồng được có bốn cây thôi, bốn cây mình để cho nó cuộn, nhưng mà một cây nó không cuộn, chỉ có ba cây cuộn thì một cây mình đã ăn rồi, một cây mình tại em luyến, còn cây này phần của ông xã nữa nha. Ủa cái salad gì mà ôi ôi đã ý không có khác cái bắp cải hết trơn rồi nha. Nói chung là tới thời điểm phải thu hoạch rồi, không thu hoạch là nó sẽ bị hư nên là mình thu hoạch nguyên cây luôn, mình xoay như xoay bắp cải vậy đó. Wow, đây cả nhà, phải chụp một tấm hình với em này mới được đây. Trời ơi. Cái cây salad gì mà bự bằng cái màn hình luôn rồi nha. Trời ơi, nó bự dễ sợ không? Đã dễ sợ luôn cả nhà. Đó, chụp tấm hình. Trời ơi, bà xì lớp lên trăm này cả nhà ơi, nó bự quá nó núp lùm. Ê, tìm cái cây khác gì đó mình lại nhét bả vô đó. Còn hôm nay là ui. Mình rất là ưng ý với cái cây này luôn cả nhà. Đã kia chắc mình ra mình lấy một hai cây ngoài kia vô mình trồng cái chỗ này tiếp. Để chuẩn bị ít bữa nó có salad ha. Rồi đi vô ra nhổ cái bà salad ngoài kia vô đây trồng. Mình bấm được hai cây salad ngoài vườn. Ồ vô đây mình trồng chỉ lại đấy nha. Ít bữa nó lại được hai thu được hai cây vào đây. Hy vọng thôi cả nhà, trời nắng thì mình không hy vọng lắm. Rồi ha. Ôi, mê cái cây xà lách này với sản phẩm. Đi rửa cái tay ra đó. Một dãy rau kim cương nè cả nhà, thấy đã chưa? Ôi, mình mới hái đi cho mấy cả nhà. Nó mau ra ghê luôn. Từ mấy nay ngày mưa nha. Trời ơi, hôm nay sẽ hái được rổ nó nha. Quá trời luôn á. Công nhận rau kim cương này nó ra mau ghê nha. Nè, hái đã tay luôn á. Hái rồi đi. Mỗi lần mình thu hoạch bất cứ thứ gì hết đó là mình sẽ đi bóc nắm rau củ đó. Lát nữa mình quay cái bịch ra rau củ cho mọi người xem, tại cũng có một số bạn hỏi chị Nhung cái cây rau củ ở cái bịch rau củ mà chị Nhung hay bón đó, phần nó như thế nào á. Trời ơi, bữa hôm đầu xuân mình quay hoài luôn cả nhà. Mình quay cái hiệu của nó đó thì cái nhà cứ vô trong Home Depot á. Mình thấy ở Home Depot nó mới bán cái loại đó rồi nha. Mình thấy mình mua ở trong đó nó rẻ. Với lại mình thấy nó rất là hiệu quả. Mình bón luôn cho trái cây luôn rồi nha. Trái cây rồi rau củ gì mình cũng bón hết trơn á. Nè, rau nó tốt quá trời. Nhà xem này không, rau này nó tốt. Rồi cứ mỗi lần, nói chung là mỗi lần thu hoạch bất cứ thứ gì hết trơn á là mình sẽ đi bón ra cho nó. Cứ bóc nắm rắc ở dưới cái thân này nè đó, xong rồi kia mình tưới nước lên là lần sau cái nó có sức cả nhà, nó lại ra nữa cho mình hái nữa. Chứ nếu như mình không bón á, là sẽ không, nó không kiểu giống như nó bị suy á nha. Còn khi mình bón vậy á, cây nó càng tốt chứ nó không có bị suy. Thì khi mà nó già quá mình hái nó lâu cái nó già cây á, mà mình thấy cái cây này được lâu lắm nè. Cứ chịu khó bón. Ồ, salad cả nhà. Cứ mỗi lần hái thì chường khúc lại như vậy lại để cho nó ra nữa nha. Chứ mình hái mà không chừa lại thì nó không ra. Thấy không? Salad sao có trong đây vậy ta? Nó tự lên à. Đó. Bữa hôm nó ra nhiều hơn nữa. Không, giờ này là cũng nó cũng chỉ mới ra thôi. Mà mình hái để hay cỏ nó tự mọc nè cả nhà.
mình không có nhổ cỏ thường xuyên là nó sẽ bị cỏ tùm á, nó hút hết chất hết á. Nên là khi mà cả nhà thấy mà cỏ mà nó mới lú 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 á, là mình nó nhổ đi. Đó, là nó vừa được giữ được cái độ giàu mỡ cho cái đất của mình, mà nó vừa tốt cho cái cây của mình trồng á nha. Nó để cỏ mà nó tùm quá thì nó hút hết chất á. Nên mình hay nhổ cỏ vậy lắm, mình siêng. Nói chung là mình siêng nhổ cỏ thiệt. Tại vì mình không siêng là mình thấy cỏ mà mình không nhổ là mình ngứa mắt lắm rồi nha. Nên là bận cỡ nào mà mình thấy cỏ là mình cũng phải tranh thủ ra dành. Chắc lúc mà tới lúc mà mình nhổ cỏ là cũng phải 2 tiếng đồng hồ ngoài vườn của mình. Đó. Là chỉ cào cào sơ sơ thôi đó nha, là không có cỏ, kiểu như là không có cỏ mà bự mà cuốc cuốc cuốc, là chỉ có cào cào sơ sơ và nhổ lên thôi đó, là cũng mất tới 2 tới 3 tiếng đồng hồ mới xong cái vườn của mình đó. Bởi vì làm vườn nó cực nhưng mà vui cả nhà ơi. Khi nó ra cây giống vậy nè, cây mình hái nè, rồi cái hưởng được thành quả của mình đó, trời ơi, cảm giác nó hạnh phúc mà nó vui lắm mà nha. Ai làm vườn nó sẽ hiểu được cái cảm giác Nhung Hà đang nói. Đấy, thấy chưa, thành quả đó, bao công sức mình bỏ ra, mình có một rổ rau nè, organic mình ăn nè cả nhà. Cái này là cũng phải 4 pound, tuy nó nhiêu đây nhưng mà nó cũng phải gần 2 kg cả nhà. Nó rất là nặng luôn, không hiểu sao nó chứa nước nhiều lắm, nó rất là nặng đó. Cả nhà thấy cái cây cải nó chiếm mất cả cái cây, nó che nó cao, nó che mất cả cái cây ớt rồi, mình phải nhổ rồi nha. Cái lá mình để dành mình nấu canh tôm, cái củ thì ông xã anh ăn. Ô, cái củ này nó tím đẹp chứ cả nhà. Đây. Đó. Ồ, cái lá cải nó non. Trời ơi, cái này hả, cái cắt nhỏ nhỏ ra cái nấu canh tôm, tao nói hả, ngon ơi là ngon luôn cả nhà. Nó chiếm đất của cái ớt rồi, bắt buộc phải nhổ chị. Nhổ hết luôn. Đó. Ai, cũng cô bự cả nhà ha. Rồi. Trời ơi, cái cây bên đây chà bá lửa lắm nè. Đó, mê chưa nhà. Lá nó tốt quá chừng tốt luôn. Nó canh là tuyệt vời, mặt trời muối kim chi càng ngon nữa. Này muối kim chi nó kiểu Hàn Quốc á, nó ngon dữ lắm. Mình thấy chị Hàn Quốc chỉ muối nguyên người vừa củ vừa cái lá này luôn, ngon. Hả? Bên đây thì nó thưa thưa, củ bự hơn ha. Ôi ôi, cái củ này bự chán luôn. Củ bên đây cũng bự nè. Wow, gặp được cả mớ củ cải rồi nè cả nhà, mê không. Hả? Đây chà, ôi ôi, ghiền quá. Nhổ, mỗi lần nhổ cái củ này nó ghiền dễ sợ luôn rồi nha. Nè, đó. Đó, wow. Đây mà hai củ màu hồng này. Đó, xong rồi cả nhà thấy cỏ chưa? Đây, cỏ nè, đó, mình phải nhổ đi. Xong rồi bây bón phân vô để cho chị ớt nó chỉ lên nè. Đó, ôi, củ cải nó tách lên. Mình tưới nước đó, nó tách rồi. Đó, hôm nay là nhổ hết cải nha, để cho mấy chị nào chỉ thoáng nè. Chắc mình cũng sẽ tỉa xưa xưa vài củ cải vào đây nữa, mà tỉa ít thôi chứ không tỉa nhiều. Hồi trước là cái cây này nó chưa có lớn, mình tỉa nhiều. Bây giờ cái cây này nó lớn rồi, mình tỉa khoảng 5-6 hạt vòng vòng cái thùng thôi. Thấy không, cả mớ này không. À, đã kìa chua. Củ cải nha. Đẹp không? Bữa hôm con gái ông xã tặng cho cả cái bao tay nè, bao tay con gấu nè không. Chị thấy mình hay làm vườn á, chị mình tới nhà chơi chị mua quà chị tặng, mình để làm vườn ở đây mình cào rất là thích luôn rồi nha. Bao tay con gấu nhìn cái móng tay cái sợ luôn, nhưng mà nó cào cào nó hiệu quả, đỡ đau tay, đỡ đau móng tay á. Mình hay cào cào bằng tay á. Chị thấy, chị coi video chị thấy á, cái chị mua cái bao tay chị tặng. Công nhận nha, cái này có lý ghê, cạo cạo đỡ đau cái tay.
khi mà cái cỏ nhỏ nhỏ vậy á, mình nhổ á, cái là nó rớt lên nhanh khỏe, cào cào cái là cái nào bự bự dùng dùng ra thôi đó. Rồi lát nữa cứ rắc thêm xíu phân đó, là xong, tới nước nữa xong đó. Một dải ớt mé này nữa, trời ớt quá trời ớt, rồi cà chua, bông cải xanh, rồi salad trồng lứa thứ hai, cái ké ở dưới mấy cây cà chua với ớt nữa nè, đây là salad làm lứa thứ hai nè cả nhà, nó bông chen lứa thứ hai đó. Đủ cái này đi vô chợ thấy nó bán rẻ quá trời, một dãy này mà có 2 đồng, chín chín nó có 3 đồng đó. Cả dãy luôn mình trồng được quá trời nhiều hả không. À, cái bông cải xanh bự rồi nha, về mình trồng rồi đằng sau này rồi ớt nữa nè cả nhà, quá trời luôn này không. Đó, này là ớt trái tim nè, ớt nó ra như trái tim, nó rất là đẹp luôn đây nè, đó đó đó, nó đang ra trái nè nữa. Rồi đây là dưa leo, cái hôm là sẽ có dưa leo, bảo là dưa leo hái cho mọi người xem nha. Đi vô đây, ồ đi hái bí ngòi rồi hái cái mớ xà lách này luôn nha cả nhà. Ừ, quên rồi đó, hôm nay được thu rồi nha. Đó đây. Mình hái đi để cho nó có sức cả nhà. Nó nuôi cái trái này cái thấy lù đu tội quá. Đó. Được 3 trái này. Để trái 4. Được 4 trái nè. 2 trái này. Nghe chắc nó bị đèo quá. Hái luôn. Hái vô xào ăn luôn. Xào này. Wow, một tím đẹp chưa nè. Đậu Hà Lan màu tím cả nhà. Cái cây này nè. Cái quả này bự quá. Cái cỡ là mình xào là vừa, mình để già quá cái cây nó màu tàn lắm. Tím lịm luôn ha. Trời ơi, cả nhà xem cái cây cải nó bự ra thế này. Cái cải này là gọi là cải theo 1.000 cả nhà. Cái lá nó bự dữ lắm, cái lá nó còn bự hơn cái lá này nữa, mà mình sợ bự quá ăn nó dai, nên là thường thường cỡ cỡ vậy là mình đã thu rồi. Đó. Mà lát nữa cuối video mình sẽ đi bón mấy cái cây này. Trời ơi cả nhà xem, mấy dục con dao đây. Trời ơi bó tay với mình thiệt chứ. Cuối video mình sẽ bón cây á, mình quay trực cái hiệu phân cho mọi người coi. Tại tự gì rất là nhiều bạn hỏi cái hiệu phân gì á, mình không có quảng cáo gì cho cái hiệu đó hết trơn á, tự gì có bạn hỏi cho mình quay thôi. Qua bên đây này quá trời. Mà cái phân đó nó chỉ có bán ở Mỹ thôi, chứ các bạn ở Việt Nam thì cứ mua phân trùn quế về. Phân trùn quế mình thấy ở bên Việt Nam mình là có phân đó là mình thấy ok, nó nhiều dưỡng chất lắm. Mẹ mình hay bón cho rau đó, mẹ nói bón rau đó với lại cà phê nó tốt chứ lắm. Có ai đó ăn đi cái bác đổ rác á, bác đi lấy cái bã cà phê ở các tiệm bán cà phê á, cái bác về bác bỏ cho mấy bịch cái mẹ ủ thành phần á, cái sắt cà phê á, xong mẹ nói mẹ bón rau len, mẹ bón rau gì tùm lum hết trơn á, cái đó với lại phân trùn quế, trời ơi, quá trời cây nó tốt, mẹ bảo vậy đó. Còn ở bên đây thì mình bà người ta mua, người ta bán sẵn bịch 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 đó, mình cứ về mua về mình bón là mình khỏe hơn. Đó. Trời cây cải theo tím mà của gì ha, gì rong biển cả nhà. Trời ơi, cái lá non mà được hái hoài luôn nha cả nhà. Cái cải này nó khỏe hơn cải keo xanh nhiều, mà cái lá nó mềm hơn. Nếu mà cả nhà trồng cái cải này ăn nè, mình thấy nó mềm hơn nè. Cái cải keo xanh á, cái kẹo cải này nè cả nhà, mình thấy nó giòn, cái thân này nó hơi cứng, cái lá cũng hơi cứng, nhưng mà mình thích là tại vì nó xòe giống cái bông đẹp.
nó xòe đẹp, mình thích. Mà cái lá này thì mình thấy nó mềm hơn nè, mà năng suất lắm cả nhà. Cải kheo á, cải kheo rong biển nè, quá chừng tốt, ăn gì hết đây cả nhà ơi. Hả, rồi mang đi tặng ông bà cô chú Phúc Ban cả nhà. Ôi cái lá nó bự. Nó non quá trứng rồi nè. Các bạn hỏi sao cây rau của chị sao nó non quá vậy? Chắc là do mình sành thu hoạch xong là mình sẽ đi bón phân đó, nên là có lẽ là nhờ vậy rau của mình nó xanh. Thì thường người ta nói rau tốt đó nhờ phân mà, nên là mình nghĩ là do lý do vậy nên cái rau của mình nó tốt tất cả nhà. Nó xanh mướt luôn á, non. Còn kiểu giống như mà rau mà của công ty lớn là họ để lâu á, nó gầm hư rồi họ mới cho á nhà, nên là nó đâu có tươi giống vậy đâu. Còn rau của mình mới hái mà nó tươi, nên ông bà khoái lắm. Trời ơi, không nhận cải kheo này nó thơm. Thơm ghê là thơm luôn. Này, cả nấm nữa cả nhà. Một nấm vậy là ở chợ bán là cũng 2-3 đô một nấm vậy nè cả nhà. Không có rẻ đâu. Đó, cải kheo bán ở chợ cũng mắc chứ lắm á. Rồi, quá chừng cải kheo cả rổ luôn. Đây là cải kheo xanh này. Đó. Nào ha. Cái này mà ép nước uống á, tốt dữ lắm luôn á cả nhà. Trời sao con cái lá nó bự dữ. Công nhận nó xòe. Mình rất là thích cái cải này là do nó do xòe. Nó xòe đẹp. Cái mã gọi là cái mã đẹp. Mã đẹp gái vậy nè. Chỉ đẹp gái nên mình thích. Nè. Ăn cũng ngon mà nó hơi cứng một chút. Này là giống như nhúng lẩu là mình thích nhất. Mình đi cắt một ít cải cầu vồng. Ý cái lá nãy đang còn non quá, mình cắt cho mình bẻ nó khó quá. Đợi nó bự bẻ dễ hơn. Giờ nó đang còn nhỏ. Đi lấy cái rổ. Cây này mình mới trồng nè. Mình hái mấy cái lá nhỏ này mình cho nó ra lá bì. Cái cây này nó bự nè, nó bự cỡ như vậy là mình tắt là dễ nè. Đó, như cái cây nãy nhỏ là khó tắt hơn. Cái cây này nhỏ là mình bây giờ mình cắt. Cái này nhỏ. Cái thơm là bự bự, hái đã tay. Giờ đang nhỏ quá. Được cả nấm nữa cả nhà.
mình hái được cà rổ cái nữa này cả nhà. Đó, màu đẹp ghê chưa. Wow. Đó, đây đi qua bên đây đi. Đó, xí lát là rắc phần vô luôn. Cả nhà nhớ là bữa hôm mình trồng cái mé cải này không? Đó, hôm nay được ra lớn rồi. Ôi, đã ghê chưa cả nhà ơi. Bà sâu vẽ bùa bà ha. Bà vẽ lung tung bay em hết trơn. Hả? Nó lớn lớn vậy á, mình bỏ cái lá xuống tay. Cây lớn vậy đó, mình bẻ lá đã ha. Nè. Cái cây nào, cây màu vàng. Cái thôm nó sẽ bự chảng hả, mọi người xem. Vàng cam ha. Màu đỏ nè, quá trời đẹp luôn nè. Wow, cái này nó bự chảng chứ. Cái lá nó to này đó, còn màu đỏ này thì bữa hôm mình trồng này hả, nay quá chừng đã luôn. Wow, cà rốt cầu vồng quá đẹp luôn. Ôi cả nhà ơi, cà rốt cải, ôi bội thu mọi người ơi, cải củ cải gì rau cải gì tá lá hết rồi nha. Đó, hay mình xuống mình tặng cho ông bà cô chú dưới kia. Còn củ cải mà để dành cho ông xã mình đó, với cái salad mình để dành lại. Nó quá trời luôn rồi nha. Nha, suýt nữa quên. Đây, cái bao phân nè. Đó, organic. Cái loại nào cũng được hết. Mình có chữ organic giống vậy là được rồi nha. Đó. Mình bón cái loại này cho rau củ của mình nè. Mình cứ bắt nắm, mình rắc vậy đó. Mình thu hoạch xong là mình lấy cái phân này mình bón vô. Đó. Thôi cả nhà ơi, Nhung Hà xin tạm biệt cả nhà tới đây thôi. Chúc cả nhà có một ngày dễ. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, một đăng ký, một chia sẻ ủng hộ Nhung Hà với nhé cả nhà. Bye bye cả nhà nhé. Wow, tối rồi. Nhưng mà mình thấy cảnh đẹp như trong tranh vậy đó. Mặt trăng rồi ở trên núi đỏ đỏ, trời ơi đẹp dễ sợ luôn cả nhà ơi, như một cái bức tranh vậy. Wow, mình thấy đẹp dễ sợ đẹp luôn. Quay vào mọi người xem.